Vâng, quý vị mà theo dõi những cái hình ảnh trong những cái YouTube, những cái video hay là ở trên tất cả những cái đài truyền hình của Mỹ, từ Fox News cho tới CNN, CNBC, ABC, thì cái hình ảnh đó quý vị thấy chúng ta không thể nào chấp nhận được. Đó là những cái hình ảnh của những cái cuộc biểu tình mà ở phía nam của thành phố Minneapolis mà trở thành bạo động và cả phá hoại nữa thưa quý vị. Từ đêm thứ tư kéo sang ngày thứ năm, họ đập phá cái trụ sở cảnh sát của thành phố Minnesota, rồi họ gọi là, tiếng Việt mình nói là hôi của đó quý vị, họ ăn cắp đồ ở những cái cơ sở thương mại lớn như là Target, rồi rất nhiều cơ sở thương mại mà họ đã đập phá. Do đó ông thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Woods, ông phải lên tiếng và ông cho rằng đây là cái lúc để mà xây dựng lại thành phố, xây dựng lại cái hệ thống pháp lý của chúng ta, và nhất là xây dựng lại cái mối quan hệ giữa cơ quan công lực và những người mà họ có nhiệm vụ bảo vệ. Cái chết của George Floyd nên dẫn tới công lý và thay đổi có hệ thống, chứ không là có thêm người chết hay là có cái sự tàn phá. Và ông thống đốc Ward này còn nói thêm là như chính gia đình của George Floyd cũng đã phải lên tiếng là George Floyd không muốn có người bị hại. Cả đời anh ta đã bảo vệ người khác, và chúng ta hãy cùng nhau tái thiết, tưởng nhớ và tìm công lý cho George Floyd. Và ở trách nhiệm là một vị thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Ward nói rằng ông sẽ luôn bảo vệ cái quyền phản kháng. Đó là cách chúng ta để bày tỏ một cái sự đau đớn, để có thể trải qua những cái thảm kịch và để tạo sự thay đổi. Do vậy, ông thống đốc đã đáp ứng lời yêu cầu là ông phải huy động lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ những người biểu tình ôn hòa, những khu xóm và những tiểu doanh nghiệp ở Minnesota. Cái hình ảnh mà quý vị thấy trong từ ngày thứ tư cho tới ngày thứ năm hôm qua đó thưa quý vị, có hơn 10 tòa nhà đã bị đốt ở tiểu bang Minnesota và nhiều cửa tiệm bị cướp phá, và có tới hơn 30 đám cháy được gây ra một cách rất là cố ý. Do đó thưa quý vị, cái điều đó là cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được, không thể nào để cho những người mà gọi là họ quá bạo động, họ cuồng lên để mà họ xảy ra những cái chuyện như vậy. Nhưng nội dung mà những gì mà Tổng thống Donald Trump, ông Twitter, càng làm cho chúng ta càng cảm thấy là ở vai trò vị trí của lãnh đạo không thể nào có những cái nội dung như vậy. Thì đúng như luật sư Duyên nói, Twitter họ phải có những cái cuộc họp của những cái nội bộ mà của những ở viên chức cao cấp để mà họ đưa đến một cái quyết định là phải ẩn đi cái lời nội dung của Tổng thống Donald Trump. Thì qua sự việc này thưa với lại luật sư Duyên, chúng ta thấy là ngay cả chính Tổng thống Donald Trump đi, ông cũng leo thang với cái cuộc chiến với lại Twitter. Ông đã ký cái sắc lệnh về những cái công ty trang mạng xã hội, thì nói đến vấn đề pháp lý, nói về tự do ngôn luận. Thì thưa với luật sư Duyên, ở cái khía cạnh pháp lý, luật sư Duyên có thể phân tích để cho Lê Ngọc và quý vị thính giả cùng nhau nghe hay không ạ? Thực sự ra là cái chuyện mà Tổng thống ra cái executive order, một cái sắc luật mà hành pháp đây để mà gọi là Tổng thống nói là để kiểm soát những cái mạng thông tin xã hội đó, thì trước hết là Duyên nói cái sắc luật đó, cái nói trước cái nội dung rồi mình sẽ phân tích là thực sự Tổng thống cái sắc luật đó nó có cái giá trị gì không về mặt pháp lý đó. Thì chúng ta biết là sở dĩ mà Tổng thống phẫn nộ với lại Twitter trước cái vụ mà ngày hôm nay mà Lệ Ngọc với anh Duyên mới vừa chia sẻ đó, là về cái vấn đề bạo lực đó, gọi là tôn vinh bạo lực đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện của ngày hôm nay. Nhưng mà trước đó là Tổng thống đã lên Twitter, Tổng thống đã lên nhiều lần lắm rồi, mà mỗi một lần lên Twitter là Tổng thống tung ra những cái tin, mà những cái tin đó nếu mà chúng ta tìm ra sự thật là láo toét hết á. Và cái gần đây nhất là Tổng thống cứ tung ra nói rằng là bầu cử bằng thư là gian lận, bầu cử bằng thư là gian lận, nói đi nói lại, nói đi nói lại. Mình biết cái mục đích của Tổng thống là gì, là tháng 11 này mà Tổng thống thắng á thì thôi, mà hãy người khác thắng thì tổng thống sẽ nói rằng là cái cuộc bầu cử này là gian lận, để tổng thống muốn xù, mà giống như là mình đánh bài mà mình không thắng được thì mình xù cái bàn đó. Đó là cái mình biết cái ý của tổng thống là như vậy rồi.
Thành ra Tổng thống cứ nện những cái tin mà gọi là xảo trá như vậy đó lên trên Twitter. Thì Twitter đó họ mới không có, họ không có dám gọi là lôi cái bản tin đó xuống, mà họ chỉ nói để cái label thôi. Họ nói rằng là cái tin này nó cần phải tìm sự thật, và nếu mà muốn tìm sự thật đó thì vào mấy cái link này thì người ta chỉ dẫn tới sự thật thôi, chứ người ta không có chỉ trích tổng thống gì đó. Vậy mà tổng thống cũng đã điên lên rồi. Thì ngày hôm qua tổng thống ký cái executive order, tức là một cái sắc lệnh hành pháp. Mà cái sắc lệnh hành pháp nó buồn cười lắm, nó là cái nonsense. Nhưng mà tại để trước khi mà nói tới cái nonsense á, thì mình mới nói là chúng ta nên nhớ là cái năm 1996 đó, chúng ta biết là internet mình có từ khoảng thập niên 1980 rồi, tới năm 1996 đó là khoảng mười mấy năm sau là bắt đầu internet nó tràn lan, rồi những thông tin tầm bậy tầm bạ đó. Thì cái bây giờ thí dụ chúng ta là công ty Twitter hay là chúng ta là công ty Facebook đó, mình sẽ bị cái problem này. Là nếu bây giờ một người loan tin giả mà mình cứ để cho họ loan tin ở trên Facebook, ở trên cái Twitter đó, thì mình sẽ bị gọi là trách nhiệm, mà mình bị trách nhiệm. Cho nên cuối cùng thì Quốc hội Mỹ và các cái công ty mà thông tin mạng đó, sau khi thảo luận, sau khi làm việc, sau khi hiểu được cái vấn đề đó, thì Quốc hội Mỹ họ mới ra một cái luật năm 1996 đó. Cái luật đó nó gọi là cái luật về tính liêm chính của truyền thông đó, tức là Communication Decency Act, luật tôi tạm dịch là cái tính liêm chính của truyền thông đó. Thì họ cho một vài cái bảo vệ. Họ nói bình thường đó, thí dụ như chúng ta mình nghe một cái tin đồn sai mà mình lặp lại cái tin đồn sai đó thì mình cũng sẽ bị tội. Nhưng mà bây giờ mấy cái công ty internet đó, thí dụ người nào đưa cái tin đồn sai lên trên mạng của họ mà họ không có trấn áp thì họ sẽ được bảo vệ, họ không có bị sue, giống như là họ tiếp tay để mà đưa tin đồn bậy. Thứ nhất, mình không có sue họ vì cái tội tiếp tay được. Cái thứ hai, nếu mà họ nhìn thấy những cái nào mà nó quá chừng đó, mà mình lôi mà họ, một là họ lôi cái tin đó xuống, hoặc là họ đóng luôn cái tài khoản đó, đóng luôn cái chương mục đó đó, thì họ sẽ không có bị kiện vì cái tội là giống như là vi phạm cái First Amendment, mà cái quyền hiến định của tôi, mà họ sẽ không có bị vi phạm. Đại khái nó như thế. Nói tóm lại là cái section mà 230 của cái luật năm 1996 đó là để bảo vệ mấy cái công ty như là Facebook, Twitter, như là Instagram, là tại vì mình hưởng cái tự do để mà gọi là thông tin tùm lum đó, thì mình không có, mình là nếu mà người ta đã cho mình cái đó mà mình kiện người ta nữa thì người ta sẽ phá sản và sẽ không còn thông tin mạng nào mà sống nổi hết trơn á. Do đó thì cái luật đó là để bảo vệ cái chuyện đó. Bảo vệ cái chuyện đó xong thì nó qua nhiều năm, cho tới cái ngày hôm trước này, thì khi mà Twitter nói rằng là họ label, họ dán nhãn cái chuyện là Donald Trump đã tung tin thất thiệt đó, thì ông Donald Trump ổng tức quá, ổng nói bây giờ tôi là tổng thống mà ổng ra cái executive order, ổng nói kể từ nay đó những cái đứa nào mà dám mà làm cái chuyện đó đó thì sẽ mất đi cái sự bảo vệ, nếu nó tước đi cái sự bảo vệ có nghĩa là sẽ bị kiện. Thì thưa quý thính giả, tôi chỉ nói nội dung để chúng ta hiểu đó. Bây giờ mình mới phân tích pháp lý nè. Thứ nhất là cái executive order của tổng thống có giá trị gì hay không, thì đây là cái lời của những chuyên gia về luật, chứ không phải là lời của tôi, thì chắc cũng nặng nặng cỡ đó đó. Nhưng mà thôi, nếu mà tôi nói nặng, người ta hiểu lầm tôi, người ta tưởng tôi là không ưa tổng thống đó. Tôi phải dùng cái lời của thiên hạ. Những cái chuyên gia về luật nói là đây là một cái political theater, một cái màn kịch chính trị. Còn nếu mà chữ của tôi, một cái trò hề chính trị chứ không phải màn kịch nữa. Nhưng mà trở lại, đây là một cái màn kịch chính trị, là tại vì làm luật đó là cái việc của Quốc hội, không phải là việc của Tổng thống. Mà ông tổng thống ra cái executive order, thí dụ cái executive order đó không có đụng tới cái luật có sẵn thì thôi, đằng này đụng tới cái luật có sẵn thì mà tổng thống lại diễn dịch đó, thì chúng ta biết rằng làm luật là do Quốc hội, nhưng mà diễn dịch cái luật đó như thế nào đó là của tòa án.
Thành ra tổng thống ra cái executive order này nó trớ quớt, nó chả dính đi đâu đó, nó không có thay đổi được cái luật của liên bang, mà nó cũng không thay đổi được cái vai trò của tòa án liên bang nữa. Cho nên tổng thống ra thì ra như vậy thôi, nhưng mà cái nội dung là gì, bây giờ đọc kỹ lại ra cái luật chả có gì ở đó, chỉ có nói rằng là kể từ nay đó, nếu mà giả sử xài cái tiền của tòa Bạch Ốc đó mà đăng quảng cáo trên mấy cái đó thì tổng thống sẽ duyệt lại. Thì đây không phải là lần đầu tiên tổng thống làm cái trò này. Chúng ta nên nhớ là cách đây vài tháng thì anh em chúng tôi cũng có chia sẻ đó, là tổng thống không có ưa cái tờ New York Times, tổng thống không có ưa cái tờ Washington Post. Tổng thống ra lệnh là bây giờ tòa Bạch Ốc đó không có order báo của mấy của hai cái tờ đó nữa. Làm tôi cười quá trời, đâu có thật sự order báo thì quý tín giả biết đâu có bao nhiêu tiền đâu. Mà tổng thống nói kể từ nay không có order báo của hai tờ đó, làm hai ông chủ nhiệm chắc là buồn lắm đó. Trời ơi, tự nhiên mỗi tháng mất vài chục bạc của tòa Bạch Ốc mà đau quá chứ. Thì cái đó là cái mà tổng thống đang trong cái executive order ngày hôm qua tổng thống cũng làm vậy đó. Tức tổng thống nói rằng là kể từ nay là nếu mà giả sử mà cái những cái đám nào mà nó dám đòi hỏi sự thực đó là tổng thống sẽ xét lại, không cho quảng cáo trên cái mạng đó nữa. Rồi tổng thống nói thêm, tổng thống ra lệnh cho ông Bill Barr là review lại cái này. Bill Barr có tư cách gì mà review? Thành ra cái lệnh này ra nó đi vào trong một cái triết lý của tôi khi mà tôi làm manager. Tôi có nói đó, tôi nói không bao giờ mà tôi ra một cái luật nào mà tôi không có nghiêm chấp được cái đó. Khi mà tôi mà đã ra cái lệnh đó thì cái lệnh là tôi nghiêm chấp, tôi biết rằng dựa theo luật tôi có thể thi hành nó thì tôi mới ra. Nếu không mà tôi ra cái luật mà trớt quớt đó là người ta coi thường cái power của tôi. Cái đó càng lúc nó càng thấy rõ ràng. Tổng thống ra cái sắc luật này thì bây giờ ra thì cứ ra, nhưng mà ngày hôm trước, ngày hôm sau xảy ra cái chuyện bạo động này thì chúng ta thấy rồi đó, Twitter tiếp tục là dìm cái sự mà gọi là tôn vinh bạo lực của tổng thống liền. Họ nói rằng là cái này là tôn vinh bạo lực, chúng tôi dìm đi đó. Rồi họ họp lại với nhau, họ nói rồi sau khi mình đã dìm rồi bây giờ bắt đầu cho ra trở lại, nhưng mà cho ra trở lại người ta cũng dán cái nhãn, người ta nói cái này nó nguy hiểm tới cái public interest, phải theo dõi vân vân. Nói như thế thì thưa quý thính giả, cái sắc luật mà tổng thống nói đó, nội dung thì không có gì, power cái người ra luật thì không có cái quyền ra cái luật đó, và cái người nghiêm chấp luật cũng không có quyền nghiêm chấp cái luật đó. Và thì thôi, nó cũng người ta không có lên tiếng thôi. Nhưng mà ngay bây giờ đó là các cái công ty truyền thông đó họ cũng không có lo ngại gì lắm đâu. Nhưng mà đây nó có một cái sự mà gọi là hai ý kiến khác nhau giữa hai cái công ty mạng đó, là Twitter với lại Facebook. Thì Facebook là của Zuckerberg đó. Thì ông Zuckerberg, ông công ty của ông mạnh hơn, giàu hơn, nhưng mà ông cũng nói theo tổng thống, ông nói rằng là trời ơi, lẽ ra mình là cái công ty mạng đó, mình không có làm cái vai trò mà kiểm soát chính trị. Thì cái câu trả lời của tôi, chả có ai nhờ tôi, nhưng mà tôi cũng thể ăn cơm nhà vác gà voi cho nó vui đó, là tôi nói là thưa ông Facebook, cái chuyện mà Twitter mà làm đó hoàn toàn không có kiểm soát gì ai hết đó. Twitter chỉ muốn là cái sự thực thôi. Sự thực đó là nếu mà bất kỳ, không phải là chỉ có ông Tổng thống Trump thôi, ông Nguyễn Hoàng Duyên mà ông lên trên mạng mà ông nói tầm bậy đó, thì người ta cũng chỉ nói rằng là check lại coi cái tin này có thật không. Ngay cả bây giờ tôi với Lệ Ngọc mà trình bày đến là mà tính giả trong gia đình là ủng hộ chúng tôi đi nữa đó, người ta cũng check hoài à. Ta check mà ông Duyên bữa nay ông nói cái điều này không có đúng sự thật, người ta vẫn check. Và cái check đó nó nói là gì? Nó buộc những cái người mà phát ngôn đó trách nhiệm cái sự thực mà mình nói ra. Cái đó nó hay vô cùng. Ông Duyên ông không có ý là ông lên trên đây rồi ông muốn nói càng, ông nói cái gì thì ông nói. Ông nói là phải có sự thực. Mà ông Duyên mà ông lên trên cái đài NVR mà ông nói là kể từ nay lấy thuốc lao nhà mà chích vô trong máu mình đó, mình sẽ được thông minh hơn chẳng hạn như vậy đó. Mà cái câu đó là cái câu tầm bậy. Rồi người lỡ người ta nghe, người ta lấy đó, người ta chích mà người ta ngu, người ta không thông minh hơn. Rồi ông Duyên muốn nói gì nói cũng được hay sao? Cái chuyện đó là cái chuyện bán lát. Cho nên cái mà tôi không hiểu là mình là một cái người tổng thống mà người ta chỉ nói một cái chuyện là mời quý vị muốn tìm cho đúng sự thực
thì đi theo cái link này người ta không có chỉ trích tổng thống vậy đó, người ta chỉ nói rằng là đây là sự thật, cứ tìm tự thương. Dĩ nhiên là tổng thống nhảy dựng lên, nó tự nhiên nó trơ cái mặt ra, có nghĩa là tôi là ma vương, tôi là đại diện của cái tầm bậy, tôi là đại diện của cái xấu, tôi sợ cái sự thật. Còn Nguyễn Hoàng Duyên nói rằng là mời gia đình cứ check đi, Nguyễn Hoàng Duyên không có sợ sự thật, mà nếu mà Nguyễn Hoàng Duyên bậy đó xin tát vào mặt Nguyễn Hoàng Duyên, cái đó nó mới ngon. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cái sự mà lên tiếng hay là tất cả những gì mà Tổng thống Donald Trump vào ngày chiều tối hôm qua thứ năm khi mà ông ký cái sắc lệnh đó, thưa quý vị, mà nào là đòi kiểm duyệt những cái trang mạng xã hội để mà trả đũa Twitter, khi mà Twitter có những cái dấu để cho chúng ta biết là hãy kiểm tra sự thật những gì mà nội dung mà Tổng thống tweet ra đi quý vị. Chúng ta cũng đâu có thấy làm lạ, trong suốt hơn 3 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, bao nhiêu cơ quan truyền thông mà Tổng thống Donald Trump đều lên tiếng đe dọa. Ngay cả Fox News nữa, quý vị thấy trong ngày hôm qua đó thì chúng tôi cũng tường trình đến cho quý vị là Tổng thống Donald Trump cũng đòi Fox News phải sa thải ông chủ biên về cái vấn đề poster, khi mà Fox News đưa ra cái kết quả thăm dò dư luận mới nhất. Từ Fox News thôi, những cơ quan truyền thông khác thì cái chuyện đó nó cũng không có lấy làm lạ, nhưng mà từ Fox News khi mà nói rằng là Tổng thống Donald Trump đang mất đi cái ưu thế, rồi cái sự ủng hộ bị đi xuống, là quý vị thấy không, là Tổng thống lên tiếng đòi Fox News phải sa thải liền. Nhưng mà có một cái điều thưa quý vị, khi bất cứ mình làm một cái chuyện gì đều có một cái ảnh hưởng, thì với cái lời đòi kiểm duyệt, cái đòi ký sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, ông ngay lập tức thưa quý vị, ông đã bị vấp phải một cái làn sóng chỉ trích một cách rất là nhanh chóng. Những người này họ nói như thế nào đều là những chuyên gia về chính trị, những nhân viên cao cấp. Họ nói thay vì Tổng thống Donald Trump đe dọa đóng cửa Twitter, thì cái điều mà một vị lãnh đạo, một vị tổng thống cần phải làm hợp lý hơn. Nếu mà tổng thống dùng bằng chứng, hãy nói đúng sự thật, chứ không hành động y như kẻ thù của ông ta là ai, thưa quý vị, đó là Trung Quốc, bằng cách là đe dọa đóng cửa bất cứ một cơ quan nào hay là ngán đường người ta. Quý vị sẽ thấy những cái comments này ở Pro Privacy, họ đưa ra rất là nhiều, thưa quý vị. Và ngay cả những luật sư họ cũng lên tiếng, mà những luật sư này là từ Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, họ cho biết cái sắc lệnh này nếu mà được ban hành sẽ là một cái mối đe dọa trắng trợn, vi hiến, nhằm trừng phạt những công ty mạng xã hội đã không làm hài lòng Tổng thống Donald Trump. Quý vị thấy rõ ràng thưa quý vị, ở nước Mỹ chúng ta vẫn còn được cái giá trị của cái nền tự do dân chủ, đó chính là cái giá trị mà chúng ta phải nên gìn giữ. Rồi họ còn nói rằng là tại sao cái lý do mà Twitter cho tới một cái tới ngày hôm nay mà họ phải làm như vậy, vì trong hơn 18.000 lần tuyên bố sai sự thật gây hiểu lầm được Tổng thống Donald Trump đưa ra trong hơn 3 năm làm Tổng thống, thì có bao nhiêu cái sai sự thật, cái nội dung mà Tổng thống đã tweet ở trên Twitter, họ nói tới có hơn 3.300 trên Twitter. Do đó những người mà có quyền hành trong Twitter họ cũng phải họp lại nữa, thưa quý vị. Thành thử họ nói không thể nào mà để cho một vị tổng thống mà đi quá đà như vậy, và họ chỉ muốn đưa ra để cho chúng ta thấy đâu là sự thật. Thành thử chúng ta có bao giờ thấy tổng thống sẽ đưa ra sự thật để cho người dân của chúng ta biết được là những điều mà ông luôn lên tiếng, ông phàn nàn là nào, ông bị đối xử bất công, ông bị ghét bởi cơ quan truyền thông không? Chưa bao giờ chúng ta thấy được cái sự thật đó, phải không thưa luật sư Duyên? Đúng như vậy. Và cũng như lặp lại mà, tôi cũng hồi nãy tôi cũng có nói đó, nhiều khi mình nói đùa, mình nói chích thuốc khử trùng làm cho bớt ngu đó, thì thưa quý thính giả, lỡ mà nghe anh em chúng tôi biết là tôi đùa, tôi thì tôi biết cái ngu của tôi mà tôi biết là trong nghĩa là mấy chục năm trời mà lang thang trên trái đất này đó, nhờ tôi biết là tôi ngu, cho nên để mà làm cho mình bớt ngu đó thì mình làm những cái nỗ lực, mình tìm tòi này nọ. Giống như tôi nói, cái ngu, cái mà mình biết đó, nó là một giọt nước, mà cái mà mình ngu nó là cả một cái đại dương. Là thành ra có bơi có làm gì đi nữa cũng để cho bớt ngu thôi, chứ còn nếu mà chích thuốc khử trùng đó, thì chắc không có giúp cái chuyện đó đâu.
Cho nên một lần nữa xin đừng có chích thuốc khử trùng, tại vì nó không có chữa bệnh ngu mà nó sẽ làm cho mình ngủ luôn. Trở lại với Lê Ngọc. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trên đài NPR được phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Và thưa quý vị, khi mà ở nước Mỹ chúng ta đã có những cái cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota đã trở thành bạo loạn leo thang, thì nhìn qua Hồng Kông, thưa quý luật sư Duyên, cái tình hình của Hồng Kông cũng không kém gì khi mà luật an ninh quốc gia về Hồng Kông đã được thông qua. Thì Quốc hội Trung Quốc trong ngày thứ Năm ngày hôm qua đã thông qua cái dự luật này để trở thành đạo luật với cái số phiếu thuận, quý vị không thể nào tưởng tượng được, thưa quý vị, áp đảo luôn, 2.878 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống. Thì luật về an ninh Hồng Kông sẽ thay đổi cái đạo luật căn bản hiện nay tại Hồng Kông, đòi hỏi là Hồng Kông phải thi hành những cái quyết định về pháp lý do Quốc hội của Trung Quốc đưa ra. Và cái việc mà thông qua cái luật này cho chúng ta thấy rõ ràng cái quyết tâm của chính quyền của Tập Cận Bình siết chặt kiểm soát lại Hồng Kông. Sau 11 tháng trời có quá nhiều những cái cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ để mà chống chính quyền, riêng các nhà tranh đấu nói rằng là cái luật an ninh về Hồng Kông sẽ gây sự nguy hại cho cái hứa hẹn để cho người dân Hồng Kông có quyền tự trị cao như đã được thỏa thuận trước khi mà vùng đất của Hồng Kông được nước Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, Trung Quốc cũng lên tiếng yêu cầu Canada phải trả tự do ngay lập tức cho bà Mảnh Vãn Châu. Chắc là quý vị chưa quên cái sự kiện này, khi mà trong ngày 27 tháng 5 là ngày hôm kia, Tòa án tối cao tại tỉnh British Columbia của Canada đã đưa ra một cái phán quyết rằng cái hành vi của bà Mảnh Vãn Châu lừa gạt ngân hàng mà Mỹ cáo buộc đối với bà này cũng là một hành vi vi phạm pháp luật tại Canada. Do đó, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã đáp trả rằng là Canada đã đồng lõa với những nỗ lực của nước Mỹ để chống lại tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, và đồng thời còn yêu cầu là Canada phải trả tự do ngay lập tức cho bà Mảnh Vãn Châu. Thì qua những cái sự việc mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả, thì luật sư Duyên thấy rõ ràng cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc nó cũng leo thang một cách gọi là mạnh mẽ, gia tăng, cũng giống như những gì mà chúng ta đã thấy trong cái vấn đề đại dịch COVID-19, thưa luật sư Duyên. Lê Ngọc có cái sự so sánh hay ghê. Anh bây giờ nói nè, cái vụ mà đại dịch COVID-19 đó, nó xảy ra, mình mới thấy được cái mánh của Tổng thống Donald Trump đó. Có nghĩa là khi mà người ta chỉa vô mình đó, thì mình chỉ ngón tay chỗ khác. Ví dụ mà người ta nói là vì mình thất bại cho nên nước Mỹ mới lên hàng đầu đó, thì mình mới đổ thừa qua là Trung Quốc. Mỹ biết đổ thừa Trung Quốc thì Trung Quốc họ cũng làm đúng như vậy thôi. Không biết ai học ai nữa, nhưng mà bây giờ họ cũng đổ thừa. Vậy thì thôi, đó là cái Tổng thống Trump mà. Cái bọn dân chủ nó vậy, Trung Quốc nó vậy, dân chủ Trung Quốc. Mình sẽ nghe, quý tín giả NPR sẽ nghe hai cái chữ dân chủ với Trung Quốc đó, nó đi từ miệng của Donald Trump, đi từ bây giờ cho tới khi mà tháng 11 bầu cử đó, mình sẽ nghe hoài thôi à. Đó là cái cách đổ thừa. Còn ngược lại, Trung Quốc thì cứ đổ thừa, ở mà xảy ra cái chuyện gì thì đổ thừa ngược lại Mỹ, Canada, vân vân. Thì bây giờ mình đi vào cái câu chuyện thứ nhất, là cái câu chuyện của cái Hồng Kông. Thực sự là cái phân tích của Lê Ngọc với chúng tôi trong những chương trình trước đó, mình nói là mình có bực mình, mình có nghĩa là chỉ trích gì đi nữa, cái hướng đi của Trung Cộng mình không có cản được, chắc chắn là họ sẽ làm cái chuyện đó. Ngày hôm qua thì khi mà cái quốc hội, mình biết cái quốc hội của bên phía Trung Quốc là cái quốc hội bù nhìn mà, thành ra trong có mấy ngàn phiếu, theo Lê Ngọc mới vừa trình bày đó là mấy ngàn phiếu, 2.878 phiếu mà chỉ có một phiếu chống thôi, là để mình hiểu rằng là thực sự
mỗi một lần mà có những cái con số như vậy là mình biết là đó là một cái cơ cấu gọi là hề, không có phê phán cái chuyện đó. Mình chỉ biết là ngay bây giờ thì cái như là nói là 1997 anh trả lại cho trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc, thì Hồng Kông lẽ ra trên cái thỏa ước Sino-British ấy, cái declaration của họ đó là Hồng Kông sẽ được tự trị, có pháp luật riêng, có cảnh sát riêng cho tới năm 2047. Đó là cái thỏa ước của họ. Ngày hôm qua khi mà Trung Quốc mà làm như vậy, có nghĩa là Trung Quốc đã vi phạm cái tuyên bố chung đó, vi phạm cái thỏa ước đó. Và bây giờ thì ở bên phía những cái nước mà nó có quan hệ trong cái quyền lợi trong cái việc này đã lên tiếng. Thì ngày hôm qua Anh nè, Úc nè, Canada, chúng ta biết Anh với Úc với Canada họ có chung cái hệ thống trong cái Commonwealth của họ mà. Thành ra họ lên tiếng, họ ra một cái joint statement. Thì trong cái joint statement đó có sự tham gia của Mỹ nữa. Thì họ nói rằng thì cũng là những cái lời ngoại giao chung chung thôi. Nói là luật mới này soi mòn cái tính chất, cái tự trị, cái autonomy của và cái sự phồn thịnh của Hồng Kông, vi phạm cái tuyên bố Sino-British giữa Trung Quốc với lại Anh vân vân. Và họ yêu cầu là Trung Quốc phải làm việc với chính phủ Hồng Kông, với nhân dân Hồng Kông để tôn trọng tất cả những cái lời đầu môi chót lưỡi, thì nó cũng giống như vậy thôi. Ông Mike Pompeo đó thì ổng lên tiếng, mà tôi đồng ý với cái lên tiếng này của Mike Pompeo. Mike Pompeo nói rằng là một cái người reasonable person, một cái người mà còn một chút xíu hợp lý đó, thì biết rằng là Hồng Kông không có còn autonomy nữa, không có còn tự trị nữa. Và chính vì vậy mà có thể là Mỹ đang cứu xét để mà cất bỏ những cái đặc ân dành cho Hồng Kông đó. Thì thưa quý khán giả, là sở dĩ cho tới giờ phút này đó Hồng Kông vẫn được Mỹ dành cho những cái đặc ân đặc biệt đó, là tại vì Mỹ nói rằng là Hồng Kông là một, mặc dù là một tỉnh của Trung Quốc, nhưng mà cái tỉnh này là có cái autonomy tự trị mà. Cho nên những cái quy chế đặc biệt đó, chẳng hạn như là hai bên mà đấu với nhau về tariff đó, Tổng thống Trump nện thuế rồi Trung Quốc nện thuế ngược lại đó, thì Hồng Kông không có bị nằm ở trong cái danh sách mà bị nện thuế. Có nghĩa là hàng hóa giữa Hồng Kông đó được hưởng cái quy chế giống như tất cả những cái nước tự do khác. Thì hai bên mà đấu đá thì Hồng Kông không có bị vạ lây mà. Rồi những cái vấn đề về tài chính cũng vậy nữa, là những cái vấn đề mượn tiền hay này nọ đó, thì là Mỹ cho Hồng Kông cái quy chế rất là đặc biệt. Đổi tiền đồng đô la Hồng Kông với đồng đô la Mỹ, muốn đổi bao nhiêu đổi, không có hạn chế gì hết đó. Rồi không như hồi nãy đó, còn cái vấn đề di chuyển cũng vậy. Cầm cái passport của Trung Quốc thật, nhưng mà đều là từ Hồng Kông đó, thì mà đi qua Mỹ không có cần phải xin visa. Rồi những cái người mà là qua làm ăn mà giữa những cái công ty mà gửi nhân viên giữa Hồng Kông với Mỹ qua được hưởng cái quy chế ưu đãi. Tất cả những cái đó thì ngay bây giờ Mỹ đang xét lại là có còn dành cho Hồng Kông nữa hay không, hay là Hồng Kông cũng giống như Vũ Hán, cũng giống như bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc, là chúng tôi có the same, nghĩa là bây giờ không phải là một nước mà hai thể chế nữa, mà bây giờ chúng tôi sẽ xét là một nước một thể chế thôi mà. Thì đó là những cái vấn đề ngoại giao. Cái vấn ngoại giao thì nó đã như vậy rồi, còn cái thực tế thì mình biết là cái tiến trình này khó có đảo ngược lắm. Tại vì mình biết Mỹ sẽ không có, đây là một tỉnh của Trung Quốc mà, Mỹ đâu có lún sâu vô trong cái việc này để mà gọi là cứu cho Hồng Kông đâu. Còn riêng về dân Hồng Kông thì sao? Sau bao nhiêu năm gọi là gặp khó khăn, đấu tranh đủ thứ hết á, thì bây giờ đã tới một cái lúc thực tế đã va chạm rồi, thì người ta đã thấy, những cái người mà quan sát đó, họ thấy cái dấu hiệu mệt mỏi của dân Hồng Kông rồi. Cho nên chắc có lẽ là từ từ những cái cuộc mà biểu tình này nọ, rồi ngày xưa thì không bị bắt bớ, bây giờ kèm theo cái sự bắt bớ nữa, chắc chắn là nó cũng từ từ nó rụi dần. Và ngay bây giờ đó nó mới nổi lên hai cái sự kiện là nước Anh đó. Chúng ta biết là Anh là thuộc địa của Hồng Kông mà, bây giờ Anh họ nói rằng là họ sẵn sàng, họ mở một cái hướng để mà họ
họ thu nhận 300.000 người dân Hồng Kông, cho 300.000 người dân Hồng Kông có được cái hướng để mà nộp đơn xin quốc tịch Anh để rồi đi qua bên Anh làm công dân Anh luôn. Còn Taiwan thì họ nói rằng là họ sẽ có những cái quy chế đặc biệt, những cái quy chế tị nạn dành cho dân Hồng Kông. Thành ra cái sự việc của Hồng Kông nó đã là như vậy rồi. Nhưng mà cái này mượn cái lời của Lê Ngọc đó, từ cái góc nhìn của anh Duyên nói cái chuyện này coi vậy chứ chưa yên đâu. Chưa yên đâu là tại sao, là chưa yên đâu. Quý tín giả nên nhớ là như tôi vẫn nói đó, cái cuộc đời này mà hợp rồi tan, tan rồi hợp. Ngay bây giờ chúng ta biết là Tập Cận Bình đang ngự trị, đang ngon lành. Nhưng mà mình phải hiểu là chính Tập Cận Bình cũng đang bị cái đối kháng ở bên trong. Còn cái sức sống của cái dân Hồng Kông đó bị dập ngay bây giờ. Hỏi rằng cái sức sống đó có phải vì cái cú dập này mà tan luôn hay không đó, thì tôi ngờ rằng là không. Chưa có yên đâu, có nghĩa là rồi sẽ có những cái sự chống đối khác, mà những cái sự chống đối khác đó vì cái việc này nè mà được cả thế giới lắng nghe. Và cái nước mà lắng nghe kinh hoàng nhất đó chính là Taiwan. Bây giờ cái Tập Cận Bình đang đi cái nước cờ này đó mà nó làm con dao hai lưỡi. Yes, tạm thời dập được cái ngọn lửa ở Hồng Kông, nhưng mà làm cho cái ngọn lửa của Taiwan nó bùng cháy, mà nó bùng cháy âm ỉ nhưng mà mạnh kinh khủng lắm. Là tại vì bây giờ dân Taiwan họ hiểu một điều là không có đùa với một quốc gia hai thể chế cái mẹ gì đối với cái thằng Tập Cận Bình với cái lũ Trung Quốc này đó. Là chúng ta phải có vũ khí, chúng ta phải có lực lượng và chúng ta phải có đồng minh, liên minh trên thế giới. Và cái đó tôi hy vọng rằng vì cái sự mà nó đang xảy ra cho Hồng Kông và nó sẽ nổi dậy ở bên Đài Loan đó, nó gây ra cái tiếng vang qua cho cái Việt Nam đó, cho cái lũ mà hiện giờ đang bán nước Việt Nam cho Tàu đó để mà làm đặc khu kinh tế ra mấy cái chương trình mẹ đó đó. Bây giờ nó nghe, nó lắng nghe để mà nó hiểu rằng là một cái ngày nào đó mà dân Việt Nam mà đứng dậy đó là tụi bay cũng không có còn cái gì nữa đâu. Cho nên cái chuyện Hồng Kông thấy như vậy, yes, ngay bây giờ có vẻ là yên, nhưng mà chưa có yên đâu đó. Chúng ta chờ xem từ đây tới 2047. Là bởi vì thưa quý thính giả, nhìn cái sắc diện của Tập Cận Bình đó, tôi nói trong vòng từ 5 tới 10 năm nữa đó, là Tập Cận Bình nếu mà cho dù là có bám vô trong cái quyền lực đi nữa đó, thì cái hình ảnh cũng giống như những cái hình ảnh cuối cùng của Mao Trạch Đông với lợi của Hồ Chí Minh đó, ngồi trên cái ghế mà mắt cứ dòm lên trời, mà cái mỏ cứ ngóc ngóc lên đó, chả biết mẹ gì nữa hết đó. Thì lúc đó cái tất cả những cái sự việc này nó là cái tình huống của loài người mà nó lặn rồi nó bùng lên, nó lặn rồi nó bùng lên, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Cái xu thế mà đòi tự do, đòi dân chủ nó mạnh đến mức độ mà Hồng Kông với cái vị thế của mình mà cách xa bờ Trung Quốc chút đỉnh rồi mà gần với, và nhất là cái sự quan hệ về kinh tế chính trị đó, dân Hồng Kông, tuổi trẻ Hồng Kông sẽ còn bùng lên nữa. Tại vì họ đã lớn lên trong suốt cái cuộc đời của họ, họ không hề chấp nhận cái sự độc tài của Cộng sản. Họ sẽ khác nhiều. Chúng ta sẽ chờ xem. Còn bây giờ quay qua cái đó là cái chuyện của bên Hồng Kông. Thì bây giờ Trung Quốc đang chĩa ngón tay vô cái vụ của bà Mạnh Vãn Châu. Thì Lệ Ngọc đã nêu cái tin đó lên, thì anh em chúng tôi phân tích một chút xíu về cái luật lệ một chút. Thì chúng ta biết là bà Mạnh Vãn Châu, bà bị bắt hôm tháng 12 của năm 2018. Thì bà bị bắt tháng 12, thì tới đầu năm 2019, tức là chỉ có một tháng sau thôi, là bên Canada họ đã buộc tội rồi, họ đã indict để bà đưa ra tòa rồi. Thì cái vấn đề của bà Mạnh Vãn Châu đó là cái câu hỏi bà là cái câu mà đưa ra tòa bây giờ đó là bà Mạnh Vãn Châu đó có xứng đáng để mà bị dẫn độ qua bên Mỹ để mà chịu tội hay không đó. Mà thì trong một vài cái chương trình trước, anh em chúng tôi, như trong nhiều chương trình trước đó, anh em có chúng tôi nói về cái vấn đề dẫn độ rồi. Thì thưa quý thính giả, là
nhiều người không quen nó cứ nói là ô mình có cái luật dẫn độ, nhưng mà thật sự không bao giờ có cái gọi là luật dẫn độ hết á. Không, trong cái công pháp quốc tế cũng không có cái luật dẫn độ nữa, chỉ có một cái là cái thỏa ước dẫn độ. Thỏa ước dẫn độ là hai nước đồng ý với nhau là nếu mà người ta phạm luật mà từ nước tôi mà tôi chạy qua nước ông đó thì ông dẫn độ ông trả về tôi, ngược lại nếu mà chạy qua nước tôi thì tôi sẽ dẫn độ tôi trả về ông. Mà thì trước hết cái đó là cái thỏa ước dẫn độ, và trong cái thỏa ước dẫn độ đó thì luôn luôn nó có một cái điều khoản mà mình gọi là double criminality, tức là phạm tội á, cái tội đó đó phải là cái tội phạm ở hai nước. Để cho mình hiểu rõ cái khái niệm về cái double criminality đó, tôi đưa một cái thí dụ nha. Tôi giả sử là Mỹ và Việt Nam, giả sử thôi chứ còn Mỹ và Việt Nam chưa có cái thỏa ước đó. Giả sử là Mỹ với Việt Nam có cái thỏa ước dẫn độ, thì khi mà một người tội phạm ở Việt Nam mà chạy qua Mỹ trốn á, là theo cái thỏa ước, nếu mà có cái thỏa ước như vậy thì mình phải giao ngược lại cho Việt Nam. Nhưng mà trước khi giao ngược lại đó, nó phải có một cái ngưỡng đó, một cái threshold đó, nó gọi là double criminality, là cái tội mà người đó, cái việc người đó làm đó phải coi như là phạm tội ở cả hai nước. Thì bây giờ tôi nói thí dụ, giả sử Mỹ và Việt Nam có cái thỏa ước, nhưng mà một cái ông đó, ông mới lên tiếng, ông nào đó, ông lên tiếng, ông chống chính quyền Việt Nam, không phải là chống chính quyền Việt Nam, mà ông nói rằng là ông A là tham nhũng, hoặc là ông B là tham nhũng, cho nên tôi lên tiếng cho nền, hoặc là tôi đòi dân chủ cho Việt Nam, bị Việt Nam dí, ông đó mới dọt qua bên Mỹ chẳng hạn. Nếu mà lúc đó mà Việt Nam nói rằng là hey, Mỹ vừa có cái thỏa ước với tôi, vừa phải giải giao cái người đó cho chúng tôi để chúng tôi xử đó, thì bên phía bên hệ thống Mỹ họ sẽ nói là à, mình có cái thỏa ước thiệt, nhưng mà cái tội mà gọi là chỉ trích chính quyền đó, đối với nước Mỹ này chúng tôi, cái đó không phải là một cái tội. Ở bên này mà chúng tôi mà người dân thường muốn chửi ông Reagan, chửi muốn chửi ông Obama thì chửi mà. Thành ra cái chuyện mà nói rằng là người ta chỉ trích Nguyễn Phú Trọng, lẽ ra ở Việt Nam là ở tù rồi đó, bây giờ tự nhiên người ta qua đây bắt tôi phải giải giao, thì người này yes, nếu mà theo luật Việt Nam người ta có tội, nhưng mà theo luật Mỹ người này không có tội đó, thì không có cái gọi là double criminality đó, không có phạm tội hai nước đó, thì là chúng tôi không có giải về. Đó là mình nói về để mình hiểu cái luật dẫn độ, về hiểu về cái thỏa ước dẫn độ là như vậy. Còn nếu mà bây giờ giả sử một ông ở Việt Nam mà ông tham nhũng, ổng rút là 1 triệu đô la của nhân dân Việt Nam, của chính phủ Việt Nam, ổng chạy qua Mỹ ổng mua nhà, mà lúc đó mà Mỹ mà Việt Nam yêu cầu dẫn độ thì Mỹ nói là yes, cái tội tham nhũng mà ở Mỹ này cũng ở tù như thường, vậy thì yes, ổng phạm tội ở Việt Nam, nhưng mà ở Mỹ này cái tội đó cũng là một tội nữa, vậy thì nếu mà phạm một cái hành vi mà phạm về cái luật pháp của cả hai nước thì cái người đó xứng đáng dẫn độ, thì chúng tôi sẽ dẫn độ, chúng tôi trả cho Việt Nam xử ổng về cái tội tham nhũng. Còn nếu mà quý thính giả thấy rõ rồi đó, thì vậy thì bây giờ trở lại giữa Mỹ với Canada, thì ngày hôm kia ở trên cái tòa án ở bên Vancouver đó, thì đưa bà Mạnh Vãn Chu, là chúng ta biết là bà Mạnh Vãn Chu bà bị bắt hồi tháng 12 của năm 2018, và Mỹ yêu cầu bắt, và đồng thời Mỹ yêu cầu dẫn độ. Vậy thì trước khi dẫn độ để trả về Mỹ để mà Mỹ xử đó, mình phải đưa thì bên Canada họ đưa ra để họ coi rằng là bà này có vượt qua cái ngưỡng mình gọi là double criminality, đó là phạm tội ở cả hai nước hay không. Thì cái tội của bà Mạnh Vãn Chu là gì? Thứ nhất là bà gian dối với cái nhà băng SBC, là cái gian dối của bà là bà khai gian với nhà băng, mà khi mà khai gian với cái nhà băng đó thì nhà băng sẽ cho chuyển tiền này nọ, và nó vi phạm cái luật mà Mỹ đang sanction với lại Iran mà. Vậy thì là cái vi phạm đó là đối với Mỹ, đó là nếu mà bà đó mà bị bắt ở Mỹ đó, bà cũng bị cái tội gọi là gian dối với nhà băng. Thì bây giờ Canada họ xử, họ nói rằng là cái tội mà gian dối với nhà băng đó có phải là một tội ở Canada hay không, thì cái câu trả lời là yes. Như vậy thì khi mà hành động của bà này mà vi phạm luật của Canada,
vi cả phạm cả luật Mỹ thì bà này thuộc diện là phải được dẫn độ theo cái thỏa ước giữa Mỹ và Canada. Đó là bên cáo buộc là như vậy. Còn cái bên mà biện hộ đó thì nói rằng là cái lúc mà bà Mạnh Vãn Chu này đó, bà nói láo với nhà băng đó, Canada đâu có sanh sân, đâu có trừng phạt Iran đâu, vậy thì bà đâu có phạm tội gì đâu. Nhưng mà bà tòa bên Canada bà nói không, cái chuyện mà trừng phạt Iran hay là trừng phạt Iran không phải là cái vấn đề ở đây, cái vấn đề là nói láo với nhà băng. Tụi tôi phạm tội là phạm tội nói láo với nhà băng. Và chính vì như vậy cho nên ngay bây giờ chúng ta biết là bà Mạnh Vãn Chu đó, bà thua một cái bước đầu rồi đó. Cái bước đầu đó là bà bị tòa án bên Canada nói là vi phạm luật của cả hai nước, xứng đáng bị dẫn độ, thì bây giờ bà đang appeal lên trên. Thì appeal lên tới cái tòa tối cao của Canada thì mình không biết là tòa tối cao Canada sẽ xử như thế nào, nhưng mà tôi giả sử mà nếu tòa tối cao Canada là giữ yên cái lệnh tòa của Vancouver đó, thì bà này cũng lại thuộc diện bị dẫn độ. Nhưng mà đây có một cái điều khác giữa cái luật pháp giữa Canada với luật pháp Mỹ nè. Luật pháp Mỹ mà tòa án tối cao của Mỹ mà đã ra lệnh rồi đó thì cái lệnh đó là sau cùng. Còn riêng về cái vấn đề dẫn độ đó thì ở bên Canada lại cái khác, là ngay cả khi mà tòa án tối cao của Canada mà nói bà này xứng đáng bị để mà bị dẫn độ về Mỹ đi nữa đó, thì cái người mà quyết định sau cùng đó là ông tổng trưởng tư pháp, và bên Mỹ mình là ông tổng trưởng tư pháp là Bill Barr đó. Thì ở bên Canada thì tổng trưởng tư pháp là ai thì tôi không biết, nhưng mà cái chức vụ tổng trưởng tư pháp đó lại quyết định lần sau cùng là có nên dẫn độ bà hay không. Cho nên tôi phân tích luật là để cho chúng ta cùng hiểu cái vấn đề về cái thỏa ước dẫn độ thôi. Chứ còn những cái diễn biến này đó thì nói theo cái ngôn ngữ của Lệ Ngọc là vẫn chưa yên đâu. Có nghĩa là người ta vẫn khiếu nại lên, rồi ảnh hưởng giữa Trung Quốc kinh tế với lại giữa Trung Quốc với Canada mà. Rồi ra đó là có thể tới giờ cuối cùng vì cái ảnh hưởng kinh tế đó là Canada cũng không có dẫn độ cái bà này đưa qua cho Mỹ, thì mình phải chờ thêm nhiều năm nữa. Nói về luật để quý tín giả hiểu. Và bên Canada, bên Trung Quốc thì tấn công ông thủ tướng, ông Trudeau, thì ông Trudeau nói là ở bên tụi tôi đó, tòa án với lại thủ tướng, tụi tôi không có quyền gì với nhau đó, độc lập, nó không giống như là làm nước của mấy ông. Đó là cái đầu tiên, là tòa án của Trung Cộng là nó nằm ở trong cái kiểm soát của đảng, nằm ở trong kiểm soát của Tập Cận Bình. Ở Canada không có cái chuyện đó, đó là cái điểm khác. Cái điểm khác thứ hai nữa là, quý tín giả thấy không, mình nghĩa là Canada đã bắt bà Mạnh Vãn Chu, nhưng mà mọi sự đều minh bạch, bà đi ra đi vô, bà đi shopping gì cũng tự do, bà đi tới đâu hỏi là người ta tường trình. Còn trong khi đó thì Trung Quốc nó đang trả thù, nó bắt hai nhà ngoại giao của bên Canada mà bây giờ biệt giam, hỏi giam ở đâu nó không thèm cho biết, đối xử như thế nào không thèm cho biết. Nói như thế để quý thính giả hiểu rằng là dù gì đi nữa thì biết là cái gì nó cũng dính chính trị rồi, nhưng mà ít ra cái hệ thống pháp lý của một nước như là Canada, như Mỹ, như là Âu Châu đó, nó minh bạch, nó rõ ràng. Còn khi mà đụng tới tòa án của Bắc Hàn, của Trung Quốc, của Việt Nam đó, thì đừng có hòng cái chuyện đó. Bây giờ những người chống đối ở Việt Nam bị giam, mình cũng không biết là bị đối xử cái gì bên trong, cũng chả thèm nói nữa. Thì cái đó là những cái khác biệt giữa hai cái nền luật pháp. Nên chúng tôi chỉ tường trình để giúp chúng ta cùng nhau hiểu biết cái sự việc thôi. Cái chuyện của bà Mạnh Vãn Châu sẽ còn kéo dài và chưa yên đâu. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và đúng như luật sư Duyên phân tích tường trình đến cho quý vị, thì cái phiên tòa ở Canada xem xét cái việc dẫn độ của bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ hay không đó thưa quý vị. Trước tiên cái khung thời gian mà Lê Ngọc thấy là sẽ được mở lại vào tháng 6 sắp tới. Rồi kết quả như thế nào thì thưa quý vị, những cái phiên tranh tụng này sẽ kéo dài tới hết năm nay, và sau đó chuyện gì kháng cáo thì khi mà kháng cáo cũng có thể sẽ mất thêm rất là nhiều năm nữa. Thành thử cái kết cuộc về cái chuyện này chúng ta cũng chưa có thể nào mà có được một cái kết quả cuối cùng. Và tất cả những gì mà luật sư Duyên, Lệ Ngọc, các anh chị ở trong đài NPR
tường trình cập nhật đến cho quý vị hàng ngày để quý vị thấy được những cái mảng tin tức nó liên quan ảnh hưởng đến ở một khía cạnh, một cái góc độ này trong đời sống của chúng ta, rồi để mà bước vào vấn đề chính trị, kinh tế. Tất cả những cái mảng tin tức này thưa quý vị đều tóm lại để đưa đến một cái hình ảnh cuối cùng, một cái hình ảnh to lớn hơn, đó là cái ảnh hưởng như thế nào vào cái cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Ai sẽ là tổng thống của nước Mỹ? Tiếp tục có phải là tổng thống Donald Trump hay không? Hay là một vị lãnh đạo mới? Hiện nay chúng ta khi nói đến như vậy, chúng ta nghĩ đến cựu phó tổng thống Joe Biden. Thì trước tiên, Lê Ngọc gửi đến cho quý vị kết quả của một cái cuộc khảo sát vừa mới công bố mới nhất ngay trong ngày hôm qua, khi mà nhà báo Đào Trường Phúc tường trình đến cho quý vị rất là chi tiết. Thì cái vấn đề này, tại sao lại đưa đến cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump lên tiếng đe dọa và kêu Fox News phải đuổi ông chủ biên về poster? Thì đây là những cái con số mà Lê Ngọc nhận thêm ở những cơ quan truyền thông khác nha thưa quý vị. Thì cái cuộc khảo sát mới nhất từ một cái công ty nghiên cứu rất là nổi tiếng, đó là Rasmussen, thì cho thấy thưa quý vị, 57% số cử tri Mỹ không ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump lãnh đạo đất nước, trong khi mà cái tỷ lệ ủng hộ ông giảm 42%. Thì cái con số 42% tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là một con số thấp nhất mà người ta nói đến là cử tri Mỹ đã dành cho ông kể từ ngày 22 tháng 1 của năm 2018. Thì ngoài ra, cái cuộc khảo sát mới này còn chỉ ra, còn vạch ra cho chúng ta thấy rằng là cái số cử tri mà tán thành công việc của Tổng thống Donald Trump, cái cách ông lãnh đạo đó thưa quý vị, chỉ có 30% mà thôi. Và con số mà rất rất không tán thành của ông thì hơn cái con số 30% rất là nhiều, là ở khoảng 48%. Thì đây là cái cách biệt lớn nhất giữa cái tỷ lệ tán thành và không tán thành đối với những gì, những công việc lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Và cái tháng trước đây đó, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump chúng ta cũng đã bắt đầu thấy bị sụt giảm đi so với những ngày đầu mà nước Mỹ bắt đầu thực hiện cái vấn đề social distancing, giữ cái khoảng cách xã hội do cái đại dịch COVID-19. Vì đa phần, phải nói là đa số người dân Mỹ, họ đã lên tiếng, họ bày tỏ không hài lòng về cái cách ứng phó của Tòa Bạch Ốc với cái dịch bệnh này. Riêng những người mà họ tham gia cái cuộc khảo sát này thì cho thấy là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã giải quyết vấn đề này quá chậm chạp. Đó là cái điều chính yếu để gây nên cái tác động đến người dân Mỹ, mang đến cái số người tử vong hơn 100.000 người. Một cuộc thăm dò dư luận khác mà do NBC và Wall Street Journal công bố thì gần 70% số người dân Mỹ được hỏi cho rằng cái lý do chính thưa quý vị, vì Tổng thống Donald Trump, ông đã không coi trọng cái mối đe dọa của đại dịch COVID-19 ngay từ đầu. Cái kết quả này cũng tương tự như một cái kết quả thăm dò của hãng Pew chỉ ra, trong đó cũng hơn 65% số người được hỏi rằng thì cho biết Tổng thống Donald Trump, ông đã quá chậm chạp khi mà ông thừa nhận cái mối đe dọa mà cái con virus SARS-CoV-2 này gây, cái bệnh COVID-19 gây ra để đưa đến tất cả những sự việc như hiện nay. Thì thưa với lại luật sư Duyên, khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề thăm dò dư luận, rồi cái vấn đề ảnh hưởng của cái nền kinh tế của nước Mỹ như thế nào, thì một cái điều mà người ta nói đến cách đây hơn 3 tháng, trước khi mà cái đại dịch COVID-19 này bắt đầu hoành hành ở tại Hoa Kỳ, nước Mỹ của chúng ta, thì họ nói lúc đó đó, đảng Dân Chủ họ có bỏ phiếu trong những cái cuộc họp kín ở Nevada. Thì bên cạnh đó, đảng Cộng Hòa họ cảm thấy rất là phấn khởi, rất là tự tin về cái cơ hội chiến thắng của Tổng thống Donald Trump một lần nữa vào năm 2020. Vì lúc đó, cái kinh tế của nước Mỹ như thế nào? Thị trường chứng khoán thì gần mức cao kỷ lục, cái nền kinh tế của nước Mỹ phát triển rất là mạnh. Tổng thống Donald Trump, ông có vẻ thôi nha thưa quý vị, có vị trí tốt để mà giành được cái nhiệm kỳ thứ hai, có thể chiến thắng vào nhiệm kỳ thứ hai, và cũng có lẽ để mà kéo đủ những người vị thượng nghị sĩ đương nhiệm của bên đảng Cộng Hòa để vẫn tiếp tục nắm giữ cái đa số đảng trong thượng viện. Nhưng ngày nay
cái quan điểm này nó thay đổi một cách rất là nhanh chóng và mạnh mẽ. Và ngay cả Đảng Cộng Hòa họ đang lo lắng là ông Donald Trump sẽ mất cả chức vị Tổng thống và họ mất luôn cả cái đa số thượng viện ở tại Đảng Cộng Hòa. Thì với cái sự lo lắng của Đảng Cộng Hòa hiện nay, với khi mà những chiến lược gia của chính Đảng Cộng Hòa họ đã tỏ ra cái sự lo lắng này, thì cái cảm nhận của luật sư Duyên như thế nào, từ đâu mà dẫn đến những cái việc mà Đảng Cộng Hòa họ đang có một cái sự lo lắng? Và ngay cả trong khi Cộng Hòa lo lắng thì bên Đảng Dân Chủ họ phải làm gì để mà họ có thể đánh bại được Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư Duyên? Mình sẽ trả lời là Dân Chủ phải làm gì sao, nhưng mà cái mình phân tích lại qua cái tường trình của Lê Ngọc, nếu mà quý thính giả để ý đó, là hiện bây giờ Tổng thống Trump được 42% ủng hộ. Cái điều này anh em chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, nói đi nói lại, khi mà kinh tế gọi là bung lên đẹp nhất đi nữa 44%, khi nào mà xấu nhất đi nữa 42-44%, nó cứ ở đó hoài à. Cho nên qua 3 năm rưỡi nay đó, mình mới thấy rõ ràng là Tổng thống có một lần gọi là lên cao nhất đó, là một cái lần mà không có bệnh dịch gì cả và mọi sự đều tốt đẹp đó. Tổng thống có một cái poll duy nhất, một cái thăm dò duy nhất thôi, đạt tới là 49%. Cái ngưỡng đó là cái ngưỡng cao nhất, cũng không có qua được cái số 50. Nhưng mà bây giờ thì nó mọi cái thực tế mà va chạm rồi đụng chạm với lại các cái cơ quan truyền thông, rồi đụng chạm với những cái vấn đề là Tổng thống xử lý những cái vấn đề kỳ thị, những cái da màu, rồi bây giờ tới cái đại dịch này nữa. Quý tín giả, nếu mà gặp một cái người khác đó, thì ngay bây giờ chắc có lẽ con số cũng còn 30% thôi đó. Tổng thống cũng còn 42%. Còn chẳng hạn như Tổng thống Obama đó, thành công về kinh tế này nọ, cho nên cái ngày mà Tổng thống Obama rời chức vụ đó, thưa quý tín giả, cái sự ủng hộ của dân chúng Mỹ cho Tổng thống Obama 60%. Tức là nếu mà mình thấy rõ ràng đó, vì Tổng thống Obama thành công cho nên cái sự ủng hộ nó mới là 60% mà. Còn Donald Trump đó, bây giờ có rực rỡ có gì cũng được, 44%. Nó chỉ như vậy thôi à. Tệ lắm, xấu như ngày hôm nay, bê bối như ngày hôm nay, vẫn 42%, thì mình phải hiểu cái chuyện đó. Thành ra về cái phía mà cái Đảng Trump thì nó như vậy rồi. Bây giờ mình mới nói rằng là cái hồi nãy Lê Ngọc có nói rằng là cái thứ nhất là cái tòa Bạch Ốc có thể mất rồi, còn cái thượng viện thì như thế nào, thì ngay bây giờ đó mình biết là cái thượng viện nó quan trọng không kém. Là bây giờ nếu mà bên Dân Chủ mà chiếm cái đa số thượng viện đó, thì cho dù Trump hên gì đó mà thắng được cái tòa Bạch Ốc đi nữa đó, mà không có thượng viện và không có hạ viện, thì cái sự ngang tàn, cái sự hung hăng, cái sự mà du côn của Donald Trump sẽ bị kềm chế. Thì bây giờ mình đọc lại cái mình đi thăm dò vòng nước Mỹ đó, thì mình thấy rằng là trong cái tháng 11 này đó, có đâu khoảng có 32 chỗ là phải ứng cử lại mà. Thì đa số những cái chỗ khác thì cũng ổn định rồi, hay là Cộng hòa, Dân Chủ là Dân Chủ rồi. Nhưng mà nó có 10 cái chỗ mà có thể flip, đang là Dân Chủ có thể trở thành Cộng hòa, đang là Cộng hòa có thể trở thành Dân Chủ đó. Thì cái chuyện đầu tiên nhất là mình nói Dân Chủ chắc chắn là họ sẽ mất, không phải là chắc chắn, rất là nhiều phần họ sẽ mất cái ghế của ông Doug Jones ở bên Alabama, thì mất một cái ghế đó, đổi lại Dân Chủ sẽ lấy được những cái ghế nào, cái ghế của ông Garner ở bên Colorado nè, cái bà Sally, cái bà Max Sally ở bên Arizona nè, cái ghế đó cũng có thể là nhiều phần sẽ mất. Cái bà Susan Collins ở Maine đó, thì bà này nó cái ghế đã trông trên nhiều lắm rồi. Rồi ở North Carolina, ở Kansas vân vân. Nói tóm lại là cho tới giờ phút này người ta bỏ lên bàn cân đó, tổng thống thì luôn luôn ổn định ở số 42%, 43%, chắc nhiều phần là mất. Các nghị sĩ đó thì nhiều phần là bên phía bên Dân Chủ sẽ mất một hay là hai ghế, nhưng mà sẽ lấy lại là năm hay là sáu ghế.
Mà nếu lấy lại 56 ghế, có nghĩa là mình flip được con số đó, thì Thượng viện sẽ rơi vào tay Dân Chủ mà. Điều đó là cái điều mà chúng tôi, tại sao mà anh em chúng tôi vẫn nói đó là những người Việt Nam mà sống ở Arizona, Colorado rồi đó, lần này làm ơn dồn phiếu cho những cái ứng cử viên Dân Chủ, biết rằng là cái số phiếu Việt Nam mình không có nhiều đâu, nhưng mà mình biết là ở những nơi đó là những cái cộng đồng khác người ta lớn hơn, người ta đã nghiêng về Dân Chủ rồi, mình tiếp tay mình bỏ một hai lá phiếu cũng được nữa, cứ bỏ. Mà nếu mà Dân Chủ mà kiểm soát ở Thượng viện thì có lẽ là mình an tâm hơn. Mình không biết ai sẽ vô tòa Bạch Ốc mà, nhưng mà mình an tâm hơn. Nhưng mà một cái phong trào nữa mà anh Duy muốn chia sẻ đó, đó là cái mình nói cái Lincoln Project đó. Cái đảng Cộng Hòa vào cái thời điểm của Trump này đó, nó tách ra một cái phần cuồng Trump, mình biết rõ rồi, 42%, cho tới bây giờ có 42%. Nhưng mà bây giờ nó có một cái nhóm mà Cộng Hòa, cái nhóm Cộng Hòa mà tôi nói là tôi yêu mến đó, cái mọi dùng quý tín giả biết tôi gọi là kính trọng Tổng thống Lincoln tới mức độ nào nè, thì cái project của họ, họ lấy tên đúng cái tên đó là Lincoln Project. Họ đang dựng lại những cái hình ảnh của những tổng thống Cộng Hòa như là Eisenhower, Lincoln, Ronald Reagan này đó. Thì họ đang làm những cái chiến dịch. Chẳng hạn, ở bên Kentucky đó, thì họ đưa ra cái quảng cáo là để mà chống ông thượng nghị sĩ đa mà thủ lãnh đa số bây giờ đó, ông Mitch McConnell đó. Họ nói rằng là thứ nhất là mình là thượng nghị sĩ mà tiểu bang mình bây giờ đó chỉ có gia đình mình giàu thôi. Mình là thượng là nghị sĩ mà vợ mình là bộ trưởng giao thông của Trump mà giàu ghê lắm. Nhưng mà dân Kentucky đó thì không ăn việc làm. Giáo dục, y tế so với các tiểu bang khác, trên đánh giá trên 50 tiểu bang đó rất là tệ. Điều đó họ nói rằng là McConnell phải ra đi. Mà đối thủ của McConnell là cái bà này, là bà là trung tá phi công ngon lành mà. Thì mình không biết là có thắng hay không, nhưng mà thật sự nói là thắng Mitch McConnell ở Kentucky khó lắm, là tại vì nghĩa là ông Mitch ông có cái nền tảng lâu đời ở Kentucky rồi, và vợ ông làm bộ giao thông, ông đem lại được một vài điều tốt đó, thành ra cái chuyện đó là ngang ngửa. Nhưng mà bên phía khi mà Lincoln Project mà họ chịu bỏ tiền ra đó, có nghĩa là phải có cái xác suất thắng họ mới bỏ tiền ra họ quảng cáo, thì mình thấy cái đó. Rồi họ bây giờ Lincoln Project đó, họ ngoài cái chuyện mà họ nêu lên sự thực về Trump đó, họ nêu lên cái sự thực về Mitch McConnell, về Arizona. Tóm lại là ngoài cái chuyện mà Donald Trump ra đó, thì những cái nhóm mà gọi là cuồng của đảng Trump đó, đầu trâu mặt ngựa dòi bỏ rồi chung quanh Trump đó, là cái Lincoln Project này họ muốn loại cho bằng được. Để chi vậy? Để họ lấy lại cái đảng Cộng Hòa cho họ. Thành ra chúng ta bây giờ chúng ta thấy là Donald Trump đang điên lên mà, lên trên Twitter đó thì chửi cái đám này là loser, là disgrace này nọ kia. Nhưng mà đám này họ vẫn âm thầm họ làm việc. Thì mới ngày hôm qua họ lại tuyển thêm một cái nhân vật mà trước đây là làm việc với lại Mitt Romney, làm việc với Mitt Romney đó, tham gia vô cái nhóm của họ để mà làm những cái cuộc vận động đó. Và đây là cái mà hồi nãy Lê Ngọc nói mà anh Duyên cần đề cập này. Bây giờ đó là Donald Trump chửi đài Fox. Tại sao Donald Trump chửi đài Fox? Chúng ta nhớ là cái ông chủ tịch Hạ viện, trước khi mà ông mất cái chức về tay bà Pelosi đó, ông đã biết là cái sự nghiệp chính trị của ông không có gắn liền với Donald Trump được, với một cái con người mà tồi tệ, đốn mạng, bê bối như vậy, mình không có đi lâu được. Cho nên lẽ ra là năm 2018 ông ra ông tái ứng cử mà ông không ứng cử để chi vậy? Thà là mình đã ứng cử mà mình thua đó, nó sẽ hại tới cái uy tín của mình. Ông không ra ứng cử. Và khi mà ông không ra ứng cử thì ông đi về đâu? Đài Fox mời ông. Đài Fox mời Paul Ryan, và Paul Ryan bây giờ là chủ tịch của cái hội đồng quản trị của Đài Fox. Và cái nhiệm vụ của Paul Ryan là được toàn quyền lựa những cái người anchors. Thành ra quý tín giả thấy không? Cái Đài Fox đó họ sống nhờ cái đám cuồng Trump.
và đám tín giả cuồng Trump thì họ vẫn giữ những cái tay mà điên điên như thằng Sean Hannity, là tại vì cái chương trình đó, cái đám điên nghe nhiều mà quảng cáo nhiều họ vẫn giữ. Nhưng mà bù lại đó, họ đưa ra những cái nhân vật mà để đối trọng lại, mà những cái nhân vật mà đối trọng đó, Donald Trump điên lên mà nói rằng là đài Fox bây giờ hết ủng hộ tôi rồi, bây giờ tôi đi tìm đài khác để tôi nghe đó, thì mình mới hiểu rằng là những cái như là Lincoln Project, trong đó có những người mà của những cái đảng Cộng hòa chân chính mà chống lại cái đảng Trump, trong đó có những nhân vật như là Paul Ryan cũng có trong đó, rồi có những cái nhân vật như là chồng của bà Kellyanne đó. Vợ thì cuồng Trump mà chồng thì chống Trump mà. Cho nên những cái project này, những cái nỗ lực này đó, nó soi mòn cái nền tảng mà 42-43% đó. Yes, mình đọc cái thăm dò là 42-43% đó, nhưng mà từ đây tới tháng 11 với những cái nỗ lực mà của cái nhóm Cộng hòa, họ lấy lại cái đảng của họ đó, thì cái đảng Trump này tôi vẫn tin là tới tháng 11 không còn cái đảng Trump nữa. Là tại vì nếu mà Donald Trump bị bứng ra khỏi tòa Bạch Ốc đó, thì coi như là mấy cái tay mà đầu trâu mặt ngựa như là Ted Cruz ở Thượng viện người đó, họ được cởi trói mà. Họ được cởi trói thì họ phải lo cho cái sự nghiệp chính trị của họ, mà lo cho sự nghiệp chính trị của họ đó là họ sẽ đạp vô cái uy tín của Trump luôn, nếu mà Trump thua vào cái tháng 11 này. Cái đó là một cái mình thấy. Vậy nó dẫn tới cái câu hỏi của Lê Ngọc là như vậy thì là dân chủ làm gì? Thì dân chủ đó, thứ nhất là phải làm như thế nào để mà đừng có đưa ra những cái yếu tố mà không cần thiết đó. Họ phải vận động, cái vận động của họ phải theo cái kiểu của Bernie Sanders đó, là tất cả là chúng ta không có đảng nữa, chúng ta làm cái điều này là do dân, vì dân, của dân, do dân, vì dân, mà y hệt như là Lincoln nói. Và mình mặc dù không nói, mình biết ngay bây giờ ông Joe Biden, ông đang có một cái liên minh với cái nhóm của đảng Cộng hòa để mà lấy lại nước Mỹ, để phá cái đảng, để đập cho tan cái đảng gọi là Trump cuồng với cuồng Trump đó. Cái đó là cái mà chúng ta đang chứng kiến, nó đang xảy ra mà. Cho nên anh nói gì thì nói, anh Duyên, cái phân tích của anh Duyên vẫn stick với cái phân tích của mình là tới tháng 11 này vô. Và cái lá phiếu của chúng ta, mặc dù cộng đồng Việt Nam nhỏ đi nữa, cái lá phiếu của chúng ta quan trọng lắm. Và cái đó là mình lấy lại nước Mỹ, một cái nước Mỹ mà của cái liêm chính, của cái sự quảng đại, một cái nước Mỹ mà cả thế giới nhìn vào đó chỉ muốn là tôi là liên minh, tôi là một đồng minh của Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, và trước khi mà tạm biệt với lại quý vị, cái kết luận mà trong ngày hôm nay mà anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái tình hình, trong cái bối cảnh mà kinh tế của nước Mỹ đang đối mặt với một cuộc suy thoái rất là nghiêm trọng, phải nói là quá nghiêm trọng nữa thưa quý vị, bằng cái con số thực tế Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, hơn 41 triệu người đã bị mất việc làm. Dù rằng Tổng thống Donald Trump ông đang lên tiếng, ông có những cái thông điệp, ông kêu gọi người dân hãy tin tưởng vào ông và trao cho ông thêm một cái nhiệm kỳ 4 năm nữa với cái lời hứa hẹn là nền kinh tế của nước Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021. Thưa quý vị, thì với những cái con số tuyệt vời mà Tổng thống Donald Trump đưa ra thì quý vị cũng thấy phải đợi đến năm 2021. Nhưng các giới chuyên gia họ đã lên tiếng như thế nào, họ không cảm tính và họ đưa ra những cái lời cảnh báo rằng tất cả những thông điệp, những gì mà Tổng thống Donald Trump nói một cách hùng hồn, mạnh mẽ, viễn cảnh mà Tổng thống Donald Trump hứa hẹn là một điều bất khả thi khi tính đến cái mức nghiêm trọng của cuộc suy thoái lần này. Kinh tế của nước Mỹ sẽ phải mất trong một thời gian dài mới phục hồi lại. Và đây, thưa quý vị, văn phòng ngân sách của Quốc hội Mỹ cho chúng ta thấy là nước Mỹ sẽ phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi. Và một chiến lược gia chính trị ở bên đảng Cộng hòa, đó là ông Michael Steele, ông đã có một cái cuộc nhận định này như thế nào? Cuộc bầu cử năm nay sẽ dựa vào thực tế hơn là những thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đưa ra. Và bên cạnh đó thì ông Michael Steele cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đang đặt cược bằng cách là mở cửa nền kinh tế, dù rằng những chuyên gia y tế cho rằng chưa có đến lúc. Do đó quý vị, tạm biệt quý vị thính giả với lời chúc bình an
vững tâm để chúng ta cùng nhau vượt qua cái đại dịch này, và rất là cẩn thận khi mà bắt đầu tiểu bang, đa số những tiểu bang đều dần mở cửa trở lại. Hẹn gặp lại quý vị vào lần tới cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc và luật sư Duyên xin kính chào.